Hôm nay thì chúng ta có hai thông tin liên quan tới đồng XRP và đáng tiếc là hai thông tin này đều là hai thông tin thông tốt đối với đồng XRP. Thì trước hết các bạn thấy được là chúng ta đang nhìn vào trang web CoinGecko thì trang web này bây giờ XRP đã bị tụt hạng về hạng thứ năm bây giờ và tổng số vốn hóa đối với đồng XRP đó là 10 tỷ. Có nghĩa là các bạn thấy được là đã đi xuống bây giờ là đứng dưới đồng Litecoin là 10,4 tỷ, XRP bây giờ là 10,3 tỷ. Và đồng XRP các bạn cũng đã biết là thời gian dài đồng XRP này đứng hạng thứ ba trong cái danh sách xếp hạng dựa theo tổng số vốn hóa. Bây giờ đã xuống thứ năm và có một số thời gian ngắn đồng XRP qua mặt đồng Ethereum trở thành đồng thứ hai nhưng mà đã không giữ được vị trí đó. Ethereum đã giữ vị trí thứ hai rất là lâu rồi và chỉ có một thời gian ngắn là bị mất vị trí này cho đồng XRP mà thôi. Thì chúng ta thấy là hôm nay tuy là chúng ta nhìn vào những cái altcoin thì các bạn thấy là nhiều altcoin ngày hôm nay là một màu xanh nhưng mà đồng XRP là không có sự tăng trưởng mà trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua đã có sự xuống giá là 3,4% thì tại sao? Thì cái thông tin, thông tin đầu tiên thường muốn mang đến cho các bạn đó chính là thông tin liên quan đến đồng XRP lại bị kiện thực ra là nói chúng ta không nói tới một XRP mà là công ty Ripple bị kiện nhưng mà không phải là bị kiện bởi một cái đơn vị nhà nước mà bị kiện một công ty tư nhân đó chính là công ty Tetragon công ty Tetragon này là một công ty mà đầu tư vào công ty Ripple vào năm 2019 Công ty Tetragon này đầu tư tổng cộng là 200 triệu đô la Series C khi mà công ty Ripple kêu gọi vốn năm 2019 thì công ty này đã điền đơn kiện công ty Ripple và đơn kiện này được gửi tới cho một tòa án ở tiểu bang Delaware, Delaware Chancery Court. Thì trong cái vụ kiện này, công ty Tetragon nói là công ty Ripple đã không có giữ đúng cái hiệp ước khi mà ký hợp đồng với lại công ty Tetragon. Vì lý do đó, công ty Ripple phải bồi thường lại tiền cho công ty Tetragon, nghĩa là công ty Tetragon nói là vì công ty Ripple không giữ đúng hợp đồng cho nên công ty Tetragon có thể trả lại những cái cổ phần mà họ đã mua năm 2019 và công ty Ripple cần phải trả tiền lại cho họ thì công ty Ripple nói là cái việc mà công ty Ripple bị kiện bởi SEC không phải là cái lý do mà công ty Tetragon có thể là kiện công ty Ripple và đòi là phải bồi thường tiền lại tại vì đây không phải là một trong những điều mà cho phép công ty Tetragon làm như vậy và hơn thế nữa là công ty Taxagon đã đưa ra một cái lời kiện đó chính là trong thời gian này cho đến khi nào mà chúng ta biết được cái vụ kiện giữa công ty Ripple và SEC là cuối cùng như thế nào thì công ty Ripple không thể sử dụng tiền ở trong công ty được, có nghĩa là tất cả đều đóng băng hết thì chúng ta thấy đây là cái vụ kiện thứ hai ở trong thời gian gần đây liên quan tới công ty Ripple chúng ta vẫn chưa biết được là cái tình hình sẽ như thế nào nhưng mà công ty Ripple thì đầu tiên hết các bạn cũng đã biết là đưa ra thông báo là họ sẽ chiến đấu với SEC nhưng mà chúng ta cũng đã biết là SEC trước đây thì những cái dự án cuối cùng là một là đóng cửa, còn hai là phải đóng phạt. Thì chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi coi coi là tình hình của Ripple khi mà ra tòa tháng 2 sẽ như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì công ty Ripple nói là cái dự kiện đến từ công ty Tetragon này là không có hiệu lực tại vì công ty Tetragon này là đang lợi dụng tình hình để mà làm khó công ty Ripple. Đây là cái thông tin mà chúng ta nhận được ngày hôm nay từ những trang web lớn như là Contagraph. Bây giờ thì chúng ta hãy nói tới một cái thông tin mà gây ra nhiều cái sự lo ngại ngày hôm nay đó chính là thông tin liên quan tới công ty Grayscale đã ra thông báo là sẽ loại bỏ đồng XRP ra khỏi cái quỹ đầu tư của họ. Thì thông tin này là như thế nào? Thì trước hết các bạn cần phải hiểu được đó là công ty Grayscale có rất nhiều những cái quỹ đầu tư khác nhau. Tuy chúng ta nói là quỹ đầu tư Grayscale hay là công ty đầu tư Grayscale chỉ dễ hiểu nhưng mà trong công ty Grayscale đó có rất nhiều sản phẩm có sản phẩm là chỉ chuyên về đầu tư và bitcoin có sản phẩm chuyên về ethereum có sản phẩm chuyên về xrp và có những sản phẩm đó là hỗn hợp những đồng với nhau có nghĩa là một cái sản phẩm mà trong đó có lưu nhiều đồng khác nhau để cho chúng ta có một cái lợi nhuận đến từ nhiều đồng coi như là một quỹ đầu tư hỗn hợp và cái thông tin chúng ta nhận được ngày hôm nay đó đó chính là công ty Trayscale đã loại bỏ đồng XRP ra khỏi cái quỹ đầu tư Lost Cap Crypto Fund có nghĩa là những cái đồng mà có vốn hóa lớn của họ thì chúng ta thấy được là đây là thông tin là không phải chỉ là công ty Condex chia sẻ mà là thông tin này là thông tin được chia sẻ trực tiếp từ cái Twitter của công ty RayScale và các bạn thấy được là cái quỹ đầu tư này bây giờ đó là chia ra phần trăm là Bitcoin là 81,6% Ethereum là 15,9%, Bitcoin Cash là 1,1% và Litecoin là 1,4%. Trước đây thì trong cái quỹ đầu tư hỗn hợp này có đồng XRP nhưng mà bây giờ đồng XRP đã bị loại bỏ cho nên bây giờ sản phẩm này là không có đồng XRP. Nhưng mà công ty Rayscale vẫn còn một quỹ đầu tư đó chính là quỹ đầu tư riêng cho đồng XRP thì các bạn thấy được là ngay cả bài viết của công ty Condex cũng đã xác nhận đó chính là cái quỹ đầu tư XRP Trust đó thì vẫn còn có nghĩa là còn một sản phẩm khác của công ty Grayscale mà lưu trữ đồng XRP thì cái sản phẩm đó bây giờ là vẫn còn tồn tại chứ không phải là họ đã xóa rồi có nghĩa là công ty Grayscale bây giờ vẫn còn đang lưu trữ đồng XRP nhưng mà không có lưu trữ trong cái sản phẩm hỗn hợp Lost Cap Crypto Fund này mà lưu trữ duy nhất là trong cái quỹ đầu tư XRP Trust mà thôi nhưng mà quỹ đầu tư XRP Trust này thì ngày 23 Tây tháng 12 đó, ngày 23 Tây có nghĩa là các bạn thấy được cách đây là khoảng chừng là gần 2 tuần thì cái quỹ đầu tư này đã không có cho phép người mới tham gia vào nữa có nghĩa là những người cũ thì vẫn đầu tư nhưng mà những người mới thì không tham gia vào thì thông tin này cũng rất thú vị tại vì các bạn thấy là gần đây chúng ta nhận được thông tin là công ty Rayscale lại mua thêm được XRP cách đây chỉ có là 2 ngày mà thôi nhưng mà hôm nay thì lại nghe cái thông tin là công ty Rayscale loại bỏ đồng XRP ra khỏi một sản phẩm của mình thì tại sao lại mâu thuẫn như vậy tôi nghĩ là cái vấn đề này cũng không có gì gọi là khó giải thích tại vì các bạn thấy được là cái quỹ đầu tư XRP Trust này tuy là họ không có cho người mới tham gia vào sau ngày 23 tây tháng 12 nhưng mà cái quỹ đầu tư này đó vẫn cho người cũ tiếp tục tham gia thì có thể là những người mà đang lưu trên XRP có cái nhu cầu là lưu trữ thêm một XRP khi mà giá đi xuống cho nên có thể đây là lý do tại sao mà họ mua thêm loại XRP các bạn cũng nên nhớ công ty Grayscale này là công ty mà đầu tư vào thị trường tiền kỹ thuật số sau đó là họ chia cái số lượng tiền kỹ thuật số của mình quy ra thành những cổ phiếu bán cho những cái tổ chức đầu tư những nhà đầu tư mà có tiền thì các bạn thấy được là công ty Grayscale này mua đồng nào là dựa theo nhu cầu khách hàng nếu như khách hàng có nhu cầu mua đồng XRP thì đương nhiên công ty Grayscale sẽ đi mua đồng XRP cho nên đây là hai điều mà cũng không có phải là gì là gọi là quá bất ngờ Công ty Grayscale mua thêm được XRP tại vì những người cũ bây giờ vẫn muốn có thêm được XRP Nhưng mà công ty Grayscale lại không cho người mới tham gia vào và cũng như là loại bỏ đồng XRP ra khỏi quy đầu tư hỗn hợp của mình Tại vì có thể là họ lo sợ là quyết định của SEC sẽ làm được xấu đến công ty Grayscale và một chính điều mà nhiều bạn thường hay comment nói là bây giờ chúng ta vẫn chưa biết thông tin Chúng ta không thể nào coi XRP là chứng khoán được thì đó là sự thật, các bạn cũng nên nhớ là chúng ta bây giờ và chưa đến cái ngày mà ra tòa Thôi nhớ là đầu tháng 2 của năm nay có nghĩa là chúng ta còn phải chờ đợi tới khoảng chừng là hai tháng nữa Thì mới biết kết quả ra tòa như thế nào Và thậm chí cái ngày đó là ngày ra tòa đầu tiên Cái cuộc kiện này có thể là bị kéo dài thậm chí là một năm, 2 năm chúng ta mới biết được kết quả Cho nên chúng ta sẽ không biết được kết quả liền Nhưng mà đối đầu với những sự kiện này có thể là các bạn vẫn tiếp tục tin tưởng với XRP Thì đó là quyết định của mỗi người bản thân thuận thì các bạn cũng đã thấy là suy của thuận thì đơn giản hơn thuận chỉ là đầu tư mà thôi cho nên thuận không có quá mặn mòi vào một cái đồng nào hết và các bạn thấy được là đứng trước cái sự tăng trưởng của nhiều cái altcoin và đứng trước cái cơ hội mà chúng ta sắp sửa thấy cái altcoin bùng nổ trong cái mùa tăng trưởng cái mùa altcoin này thì câu hỏi các bạn là cái nguy hiểm mà đầu tư vào XRP có đáng để mà đạt được cái lợi nhuận hay không và cái lợi nhuận đó có nhiều hơn là nếu như các bạn đầu tư vào những đồng khác hay không đây là câu hỏi mà chỉ có thể bản thân bạn mới có thể là trả lời được mà thôi. Bản thân thuần thì các bạn cũng đã biết là Thuận chọn lựa là rời khỏi đồng XRP và đẩy tiền qua đồng Ethereum. Tại vì Thuận nghĩ là cái cơ hội lợi nhuận của XRP cho dù là XRP thắng kiện thì cơ hội lợi nhuận đó cũng có thể là không cao bằng Ethereum. Đó là quy định cá nhân của Thuận, Thuận chỉ có thể chia sẻ những cái suy nghĩ cá nhân để các bạn có thêm một nguồn thông tin mà thôi. Còn về lý do tại sao mà nhiều bạn không có thích những sàn giao dịch loại bỏ đồng XRP thì cũng khó trách họ tại vì sàn giao dịch là họ kiếm tiền từ người ta giao dịch mà thôi và đồng XRP chỉ là một trong vô số đồng mà những sàn giao dịch cho giao dịch mà thôi cho nên không có lý do gì mà một sàn giao dịch lại chấp nhận nguy hiểm cao như vậy tiếp tục cho người trên sàn mình giao dịch XRP lợi như XRP thành chứng khoán thì cái sự phiền phức đó là còn nhiều hơn là cái lợi nhuận họ kiếm được từ những người mà giao dịch XRP trên sàn của họ họ còn rất nhiều đồng có thể kiếm tiền được cho nên cái lý do tại sao mà nhiều sàn không tiếp tục cho giao dịch từ XRP cũng là một chuyện rất dễ hiểu để những thông tin liên quan tới XRP mà tôi muốn mang đến cho các bạn tôi không biết là nhiều bạn rất là quan tâm đến cái thông tin liên quan tới XRP này và nếu như bạn là một trader hay là bạn đang tìm hiểu những cái dịch vụ liên quan đến thị trường thì được số các bạn có thể tham gia vào những cái dịch vụ trên màn hình các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho con Thuận Capital bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn sẽ tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn đăng ký những dịch vụ thì các bạn có thể bấm vào cái nút màu xanh lá cây đăng ký group hỗ trợ để các bạn có thể nhận được những hỗ trợ đến từ group của Thuận Capital khi mà các bạn có những thắc mắc liên quan đến những cái dịch vụ này trong đó bao gồm dịch vụ sàn giao dịch Margin Fx. đây là một cái sàn giao dịch margin mà nhiều bạn cũng khá quen thuộc và sàn này hiện bây giờ là hỗ trợ trader quốc tế nhưng mà không hỗ trợ trader tại Hoa Kỳ. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu một cái sàn margin mà hỗ trợ trader Hoa Kỳ bây giờ thì các bạn tham gia vào sàn LMT. Đây là một sàn margin có hỗ trợ copy trade nghĩa là cái chế độ sao chép lại những cái giao dịch của những trader khác. Các bạn hãy tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới. Và từ đây cho đến ngày 21 tây tháng 1 năm 2021 thì các bạn tham gia các bạn có thể nhận được cái bonus trên sàn EMT lên tới là 410 USDT nhưng mà nào con thú thì bấm vào cái link để tìm hiểu thêm những cái uh, chi tiết liên quan tới làm sao để các bạn có thể nhận được 410 đồng USDT này. Hay là sàn Binance quốc tế các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch spot như là dịch thông thường và 10% phí giao dịch futures. Có hai cái link đăng ký các bạn chỉ cần bấm vào 1.2 thôi thì các bạn có thể nhận được ưu đại của cả hai. Bấm vào các bạn sẽ thấy được là trên màn hình sẽ để là your commission kickback rate là 20%, vậy là các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia thông qua cái link của thuận Capital hay là các bạn tham gia vào sàn Binance US nếu các bạn ở Hoa Kỳ các bạn tham gia vào sàn Bybit, các bạn có thể được giảm phí giao dịch tháng đầu tiên cũng như là được nhận một số những bonus khi mà các bạn tham gia hay là các bạn tham gia vào sàn Coinbase, đây là một cái sàn mà hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh, Úc và 27 quốc gia một sàn mà rất dễ dùng cho những bạn mới mà mới tham gia vào trường này các bạn có thể được deposit 100 đô sau đó các bạn sẽ được nhận 10 đô la khi mà các bạn có giao dịch đầu tiên và các bạn tham gia vào ứng dụng BlockFi đây là một cái ứng dụng các bạn có thể gửi tiền vào để nhận lại hàng tháng và tham gia BlockFi thì bây giờ có bonus lên tới là 250 đô tùy theo là các bạn ở cái mức nào các bạn gửi cái số lượng nhiều thì đương nhiên bonus sẽ nhiều để những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhìn nhiều giá trị trong video này Bà Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn Trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn